chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh The Sea hàng hiệu nhé cả nhà ơi. Tiếp tục là những siêu phẩm mới cập bến gửi tới các anh đây. Đầu tiên đó là một cái mẫu giày, một mẫu dép nha cả nhà. Dép của nhà Hermès ha. Đôi này là một trong những cái mẫu đời mới nhất của nhà Hermès ha. Đó, mẫu huyền thoại của nhà Hermès thì chắc nhiều anh cũng biết rồi. Nó là một cái quai hình chữ H, đó, nó kéo từ đây xuống dưới đây ha cả nhà nha. Nhưng mà đôi này thì nó lại là một cái mẫu đời mới, nó cải tiến một chút xíu ha. Vẫn là một cái quai có hình chữ H, nhưng mà giờ nó làm thêm một cái quai phía sau nữa cả nhà ơi. À, cái hình chữ H thì nó nhỏ hơn, nhưng mà nó thêm một cái quai phía sau nữa. Đây, nhìn rất là hay ha. Đó, và chất liệu của em này là da ta gai cả nhà nhá. Da ta gai bền bỉ. Còn lòng trong của nó là đúc nha cả nhà. Đó, dép của nó là đế đúc nha cả nhà. À, và cả nhà có thể thấy này, Hermès made in Italia, những cái phần chống trượt của nó là in hình chữ H hết nhá. Dép đôi này còn rất mới nè cả nhà, độ mới rất cao nha, gót mòn ít, rất đẹp. Đôi này đang bán ở trên web 26 triệu cả nhà nha, 26 triệu cho một đôi dép thôi. Đó, bên hông có chữ Hermès nữa này cả nhà, rất là đẹp nha, và chỉnh chu luôn đó cả nhà. Thực sự là cái đôi này là đời mới nên là rất là hiếm nha. Những cái shop khác thì bán sẽ rất là cao. Mẫu dép Hermès này thì thường phải bán những shop khác phải 7-8 triệu cả nhà nha. Đó, em có một đôi thôi. À, và giá thì rất là tốt luôn. Phần này là cái phần dán nhá. Dán là mình fit size nhẹ được này. Rồi, rất là đẹp luôn ha. Đôi này tình trạng là dép rất đẹp và mới ha. Hầu như chưa có chảy xước gì nhiều. Gót này rất là đẹp nè. Mũi ha. À, gót này rất đẹp và chỉnh chu cả nhà nhé. Đôi này nó đóng size chuẩn là cái size 40 này cả nhà. Size 40 này. À, nhưng mà giày thừa dép thiếu cả nhà ơi. Giày thừa dép thiếu nên là lanh quanh 40 đi được ha. 39, 40, 41 gì. Ráng bon chen cũng được nha. Và mã chốt hàng là A20. Em bán đôi này 5,6 triệu nha, 5,6 triệu vẫn rất rẻ, bằng số lẻ của trên web nha cả nhà. Cam kết với cả nhà mẫu này đang bán ở trên web với giá 26 triệu nha, 26 triệu cả nhà. Đôi này tình trạng nó quá đẹp và mới ha, mòn rất ít luôn. Đó, rồi để đây nha, để đây cả nhà. Cái hộp này không phải hộp của nó đâu cả nhà ơi, em để trang trí thôi nha. Rồi, tiếp theo một cặp Gucci Loafer rất là đẹp trai, đình đám của nhà Gucci ha. Nhìn là thấy đẹp rồi cả nhà nha. Một cái mẫu có điểm nhấn với một cái logo GG bên hông này, và một cái mà một cái miếng vải đặc trưng của nhà Gucci, tông xanh đỏ xanh nhá, rất đẹp luôn. Logo của nó thì có một cái độ to vừa đủ ha, và kiểu như là màu đồng nha cả nhà. Màu đồng nha, rất đẹp luôn. Nhìn là biết một cái đôi giày tới từ nhà Gucci rồi. Và đôi này cái mũi của nó thì nó làm theo cái kiểu rộng ha, chứ không phải là bo tròn hay vót ngọn nhọn dọn nha cả nhà nha. Nên là những anh mà chân bè đi rất là ok luôn á, ổn áp nha. Đẹp lắm, mẫu này thì bán rất chạy của nhà Gucci. Đôi này thì là chất liệu da bò rất là mềm và êm luôn. Da bê cả nhà nha, xin lỗi cả nhà nha, da bê mịn màng và cực kỳ êm. Lên chân một lần sẽ nhớ mãi luôn, đi cả ngày cũng được nha, sướng lắm cả nhà ơi. Đó, đẹp lắm nha. Đôi này tình trạng của nó còn rất mới và đẹp. Cả nhà có thể thấy những cái góc cạnh của nó này, da này hầu như chưa có chảy xước gì luôn á, và thực sự là rất ấn tượng với hai bên hông luôn đó nha cả nhà. Đẹp lắm nha, em nói thật sự là rất đẹp. Mẫu này vẫn đang bán trên web ha. Đế này, em này là đế da này, Gucci made in Italia nhá, xịn sò lắm. Size 8 1/2, tương đương với 42.5 nha. Và mã chốt hàng là A24. Em bán đôi này 4,4 triệu nha cả nhà. Mẫu này bán là trên web cũng phải lanh quanh 20 ha. Đế gót phía sau thì quá đẹp, chưa mòn là bao nhiêu nha. Đó, anh nào thích thì dán chống trượt phía sau nữa thôi. Rất đẹp và chỉnh chu luôn á, khỏi phải lo chảy xước. À, Gucci made in Italia, thật sự là da bê của nó đã lắm cả nhà. Sờ thôi là đã thấy phê rồi, em nói thật sự luôn á. Và khi mà mình đi vào chân á, cảm giác nó đã lắm, sướng lắm.
giày xịn mà cả nhà ha. Đó, đôi này thì size 42.5 nhá. Và giá thì em báo rồi, có 4.4 triệu thôi nha. Rồi, em kế bên thì em đã giới thiệu với cả nhà rồi ha. Em này dập vân cá sấu này, cùng form, cùng cái kiểu giày, nhưng mà em này thì da dập cá sấu ha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Em đã giới thiệu em này cách đây 2 video trước rồi. Cũng rất đẹp trai luôn. Anh nào thích kiểu dập vân cá sấu thì chọn đôi này cho em ha. Đó, độ mới của đôi này rất là cao luôn. Chỉ có cái lắc kê của nó thì nó hơi bị xuống một chút xíu nha cả nhà. Đó, nên là đôi này em bán rẻ hơn đôi kia này. Đôi này size chuẩn 41 nha. Gucci size 7 này, 41 này. Đế da này. Và em bán đôi này 3.9 triệu thôi, đôi kia 4.4 triệu nha. Mã chốt hàng cho em này là A27. Đó, em này thì em dán chống trượt trước và sau luôn. Trước và sau luôn, rất là đẹp luôn rồi. Cũng rất chỉnh chu cho cả nhà ha. Đó, lòng trong rất là đẹp nè, Gucci made in Italia này. Mới và đẹp lắm cả nhà. Chỉ có cái khóa nó hơi tối thôi nên em trừ điểm ha và giảm giá nha. Những cái mẫu này thì quá đẹp rồi, không cần phải bàn gì thêm nữa ha, lên chân là đi thôi. Rồi, tiếp theo một đôi giày phải nói là tuyệt đỉnh công phu dành cho các anh văn phòng. Một đôi giày phải nói là cực kỳ nghệ luôn á, tới từ nhà Locking nhá. Cả nhà có thể thấy một cái lát giày phải nói là chất lừ luôn này. Thon gọn, nó vót dài. Đôi này thì dành cho các anh chân thon và dài nhá. Cả nhà thấy không? Đơn giản thôi, nhưng mà điểm nhấn của em này là cái mũi này. Cái mũi này rất là nhọn và đẹp luôn á, chất da thì bóng bẩy mịn màng căng nét luôn. Và đặc biệt là cái điểm nhấn của em này là một cái lớp một cái miếng da nó may á, nó may xéo này. À, rất là đặc biệt luôn của cái đôi giày. À, đơn giản thôi nhưng mà cái điểm nhấn của nó thì rất là đẳng cấp nhá. Cả nhà có thể thấy cái đường may của hai đôi giày á, nó đối xứng nhau và nó nhìn nó rất là đẹp luôn á. Đẹp kiểu nhẹ nhàng nha. Lên chân đi làm á, đi chơi, đi tiệc đều đẹp đối với cái đôi này. À, nó khác biệt so với những cái mẫu khác cả nhà nhé. Và quan trọng là em này nó mới tinh này. Đây, đôi này em chưa có dán đế nha, để cả nhà thấy cái độ mới của nó này. Đế da khâu, đế da khâu quá xịn sò luôn. Đôi này chạm đất vài lần thôi này cả nhà, tới từ nhà Locking, quá đẹp, xuất sắc, mới tinh. Đế thì chưa mòn là bao hay nhiều hết trơn này, quá đẹp luôn nhé. Locking cả nhà ơi, một thương hiệu cũng rất là uy tín nha. Và lót của em này lót da, lót da cả nhà nha, jean xịn và rất là mới đẹp này. Thậm chí cái tem bên trong nó vẫn còn này cả nhà ơi, đẹp lắm. Size chuẩn của em này là size 42 tới 42 năm nhá. Chân thon, ở đây nó đóng 81/2 này cả nhà. Đó, nhưng mà chân thon mới được nha. Quá đẹp. Và mã chốt hàng là A29. Em bán đôi này 1.9 triệu thôi nha. Một đôi giày line new mới tinh, đế khỏi chê. Em bán giá cũng rất rẻ, 1.9 triệu. Rồi, anh nào vừa chân thì ủng hộ cho em. Rồi, tiếp theo là một em giày tới từ nhà Salvatore Ferragamo. Em này cũng rất đẳng cấp. Đẳng cấp tới từ cái da của nó này cả nhà. Em này sở hữu làn da B nha. Cực kỳ mềm và mịn luôn. Sờ thôi là thấy đã rồi cả nhà. Đôi này là một cái đôi phải nói là chất liệu da B quá đẳng cấp. Cả nhà thấy không? Căng đét và mịn màng, đi vào chân thì bao phê. Là em này sở hữu một cái khóa lệch ở bên hông nha. Không phải là một cái cặp khóa hình móng ngựa nó nối với nhau đâu, mà em này là khóa lệch này, hình móng ngựa này, dập chữ Fera ở đây nhỏ xíu à. Cực kỳ đẹp và tinh tế luôn đó cả nhà. Khóa này, khóa hình móng ngựa này cả nhà nha. Da nó đã lắm, thực sự là rất là sướng luôn. Sờ vào là thấy phê rồi này. Căng nét và mịn màng luôn ha. Đó, da của nó thì khỏi chê. Hầu như chưa chảy xước gì cả nhà nha. Đôi này trong tình trạng là cũng rất mới. 97-98% nha. Đó, cái đế này cả nhà thấy không? Đế của đôi này cũng cực kỳ đặc biệt luôn. Phần sau gót của nó in nguyên cái hình móng ngựa này. Và nó có dập thương hiệu ở đây, Fera này, cả nhà thấy không? Là cả nhà để ý là nó còn nguyên nha, nó chưa mòn tới luôn, chưa có mòn tới cái hình móng ngựa này. Cái hình móng ngựa này nó lòi hẳn lên nha cả nhà.
nó làm bằng cao su mà nó còn chưa mòn tới luôn nè cả nhà thấy không? Rất là sang trọng và đẳng cấp. Salvatore Made in Italia size 7. À, bên trên thì em dán chống trượt sẵn rồi. Cả nhà mình chỉ việc mang thôi. Ferra Made in Italia này cả nhà, lót zin bằng da màu đen luôn. Quá đẳng cấp. Trời ơi, ở đây nó còn may bên trong nó còn may một cái lớp da nó bọc ở phía sau gót này cả nhà. Quá đẹp ha. Và da bê thì thôi này, cả nhà thấy không? Nó mềm nhũn luôn nó thiệt. Đôi này lên chân sướng lắm cả nhà ơi. Sờ thôi là cả nhà cảm nhận được cái độ mềm mại của cái da này ha. Đó, nó còn co giãn nữa. Em này size chuẩn là 41 này. Và mã chốt hàng là A22. Em bán 2,5 triệu nha. Quá rẻ cho một siêu phẩm nữa tới từ nhà Ferra. Đó, cả nhà có thể thấy là cái lớp cái gót của nó bằng cao su á. Nó ma sát. Cực kỳ ma sát luôn mà nó còn chưa mòn gì luôn á, thiệt. Quá đã. Rồi, tiếp theo một em giày mà thực sự là rất hiếm. Một em tới từ thương hiệu Trà Nhôm, Chanel cả nhà nha. Chanel thì quá là nổi tiếng trong giới các chị rồi ha. Những cái túi của Chanel là niềm mơ ước. Những thỏi son Chanel cũng vậy, là niềm mơ ước của các chị. Những món trang sức cũng vậy cả nhà nha. Đó, nhưng mà một đôi giày nam mà tới từ Chanel thì nó lại hơi hiếm. À, bởi vậy đây là cái lần đầu tiên em giới thiệu với cả nhà một cái đôi giày loafer tới từ nhà Chanel ha. Em này sử dụng chất liệu da bê nha. Trời ơi, nó mềm lắm cả nhà ơi. Nó mềm lắm. Những cái vết nhăn này là vết nhăn tự nhiên khi mình đi vào chân đó cả nhà. Nó da bê á, nên là cái độ đàn hồi nó căng mịn lại, nó không có như da bò ha. Nó mềm lắm. Sờ nó sướng lắm, giống như cái đôi Ferra hồi nãy á. Da bê đã lắm cả nhà. Và cái logo của nhà Chanel nó nằm ở trên mu này. Đây. Nó nằm ngay chính giữa mu luôn. À, là cái điểm nhấn quan trọng cho cái đôi giày tới từ Chanel. Rất đẹp nha. Đơn giản thôi nhưng mà rất đẹp và đẳng cấp. Quan trọng là cực kỳ hiếm. Bộ đế của nó này, đế da này, mòn ít, không đáng kể nha. Không đáng kể đâu. Chanel này, cả nhà thấy không? Zin nha, 41 này. Bên trên nó cũng zin luôn nha. Cái miếng này là miếng cao su á cả nhà. Miếng cao su kiểu như là nó bám chống trượt đó. Rất là hay. Chanel lót jean nha cả nhà. Chanel uniform này. Đó, lót lòng này. Trời ơi, cái chất liệu da nó đã lắm. Em này nó làm ở Rumani nè cả nhà. Rumani ha. Chữ nó đẹp quá trời luôn. Da trời ơi, đã lắm cả nhà. Thực sự là da bê. Rất đẳng cấp. Cực kỳ đẳng cấp luôn cả nhà nha. Đẹp quá trời luôn này. Rồi, em Chanel duy nhất. Và size của em nó là size 41 nè. Mã chốt hàng là A23. Em bán 2,6 triệu nha. Bán bằng với giá một đôi Ferra Gemo thôi cả nhà. Thật sự là rất là hiếm luôn. Anh nào mà thích một cái thương hiệu nổi tiếng thì chọn đôi Chanel cho em đi. Rất là đặc biệt ha. Em bán rẻ thôi. Đôi Chanel này ở web chắc cũng phải 20 mấy ha. Rồi, tiếp theo là một cái mẫu giày loafer tới từ Ferra nữa ha. Một cái em loafer sở hữu một cái làn da cũng rất là đẹp này. Một mẫu loafer nhẹ nhàng hơn với một cái hai cái khóa này, móng ngựa, và có in hình chữ Ferra ở bên trên mu. Màu trắng ngang, màu trắng ở trên cái tông da màu đen, full đen. Một mẫu loafer, cái mũi của nó thì nó vắt vuông vuông một chút nha. Nhìn rất là nam tính luôn á. Đó, da thì khỏi chê rồi nha. Da đẹp, hầu như là nó chảy xước rất ít. Chảy xước rất ít cả nhà nha. Tất cả sản phẩm bên em bán ra đều được bảo hành chính hãng trọn đời nha. Và kiểm tra hàng, thử hàng trước khi mình thanh toán. Đế zin Ferra. À, và cái phần chống trượt phía trước là chủ cũ dán nha. Chủ cũ dán. Và cái đế sau này nó mòn ít thôi cả nhà. À, chống trượt và mòn ít. Em này size chuẩn 41. Mã chốt hàng là A26. Em bán 2,3 triệu thôi. Đó, những cái mẫu giày xịn mà em bán giá rất bình dân nha. Ferra Made in Italia. Cái lót của em này cũng rất đẹp ha cả nhà. Một cái lớp màu vàng nó in cái chữ bên trong này. Còn lại xung quanh nó màu đen.
và cái lòng trong nó lại màu vàng rất đẹp nha cả nhà. Cái lót của đôi này em thấy cũng khá là đặc biệt đấy, form này đẹp này. Rồi anh nào vừa chân thì nhanh tay ủng hộ ha, đẹp cả nhà. Rồi cuối cùng là một siêu phẩm, một đôi giày rất đáng để cả nhà mình mang trong mùa hè này. À, một đôi sneaker tới từ nhà Gucci. Em này thì vẫn đang bán ở trên web cả nhà nhé, tầm 17 18 triệu gì đó. Em này bán rất chạy nhờ cái thiết kế đơn giản nhẹ nhàng nha. Và quan trọng là chất liệu của nó là chất liệu B, da B. Đó, cả nhà có thể thấy là nó dập chìm những vân GG ở đây. Rất đẹp. Nó kiểu đẹp nhẹ nhàng không cho lóa ha. Phối với da trơn này. Ở trên mu là những cái vân GG. Rồi. Ở trên mu thì có chữ GG ha. Và hai bên hông thì là hai cái miếng vải với tông màu đặc trưng xanh đỏ xanh. Rất đẹp. Rất đẹp cả nhà. Đôi này thì phải nói là Line new cả nhà nhé. Lâu lắm em có một cái đôi giày sneaker tình trạng line new. Đế của nó này Gucci ha. Phía sau gót cũng dập logo Gucci này. Rất đẹp. Đôi này là nó bán rất là chạy cả nhà nhé. Nó đẹp kiểu nhẹ nhàng thôi. Nó cũng có nhiều điểm nhấn đó, nhưng mà nó không quá là lòe loẹt phô trương nhé. Và quan trọng là da B á, mình đi cả ngày cũng được. Đó, và như em đã nói thì đôi này trong tình trạng line new nha. Đế hình như là chạm đất 2-3 lần thôi. Hầu như là nó còn chưa mòn gì luôn nè cả nhà nha. Chưa mòn gì nha. Gucci made in Italia này. Những cái vân chống trượt của nó này. Rất đẹp cả nhà ơi. Và hoạt động rất hiệu quả ha. Và tình trạng mới tinh. À, Gucci made in Italia đây, cả nhà nhìn cái lòng trong nha, cái tem là cả nhà có thể cảm nhận được em này trong tình trạng như thế nào ha. Line new cả nhà nha, mới tinh, cực kỳ đẹp và mới luôn nha, rất đẹp, quá đẹp cả nhà. Em này size của nó là cái size 41 nha cả nhà. Rồi rớt đâu mấy cái tem của em rồi. Size này là cái size 41 nha, 415 đi cũng được nè. Ở đây nó đóng size của nó này, 71/2 cả nhà. 41 hoặc 415 đi được nha. Đó, và anh nào thích mã này thì chụp hình lại cho em rớt mất cái tem rồi. Em bán đôi này giá 4,5 triệu cả nhà ơi. 4,5 triệu nha. Rất đẹp luôn và đẳng cấp. Giá thì em bao luôn. Với tình trạng line new như thế này thì chắc chắn là không có shop nào có thể bán giá tốt hơn em được. Em bao luôn. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà trong video ngày mai nha.